Được. Có cần đẹp trai không, rồi Ừ. tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Thì dạ không ạ. Chứ đừng để tóc dài là được ạ. À, con trai để tóc vừa vừa thôi Vừa chứ vừa đừng thôi hả? mà Cái không này là có tóc không có để được tóc luôn không? được không? Như vậy là có nghĩa là được rồi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm cho một công ty bánh đó chị. Ủa vậy Chở củ về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất Tại được. sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? Không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Vậy là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy Dạ là em em đã quê rất quán được. em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Rồi được lái xe là lái xe riêng hay là lái xe cho Em công lái ty? xe công ty. Lái xe công ty, tức là Dạ. lái xe gì? Dạ tải có du lịch cơ. À Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia ạ, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không cha chị. Đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ, em làm gì lo? Dạ em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là được rồi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm cho một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy Chở củi về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông, hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh, em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn Được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc, còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì cái gì em cũng biết chút chút thôi, chứ Gì cũng biết không. chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được. Dạ xấu em không có gì xấu hả? Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. À, em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất của em thì cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm rồi. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị, do thời gian em không có nên chúng em từ từ xa cách nhau. À xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cái lâu rồi? Cũng 2 năm mấy, gần 3 năm. À Dạ. tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái Tại cô ấy là không thích lái xe. không có tin lái xe, Dạ. mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Tao nói lái xe là hay đi đây đi đó, có quen người này người kia lắm, Dạ. đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em, có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại Rồi. hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi Ừ. tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Thì dạ không ạ. Chứ đừng để tóc dài là được ạ. À, con trai để tóc vừa vừa thôi Vừa chứ vừa đừng. thôi hả? Mà Cái này không là có tóc không có để được tóc không? luôn được không? Dạ thôi không thích đồ hói. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, chung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó, chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai Dạ
Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh Hiền khô à. Dạ. Nha. Vân qua coi đi, hiền lắm. Dạ, chào em. Chào em. Dạ. Em ơi, em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ, hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ, em đi với bạn bè. Dạ, em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với đều cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình, thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màng á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ, em đi với chị em, với cô em. Xin chào hai MC. Tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được, nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ, không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à, nên cô... Dạ. Mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ vậy đi mở rào đi, để cho hai bạn đúng tự rồi. Tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nhỏ. Trời ơi, bánh trao qua rồi gọi là rau câu nhận lại. Cái này là tự tay em đổ à. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? Dạ. Cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nhỏ nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? Dạ, trong đây, đây em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo có yêu cầu trong đây được không ạ? Có khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc thử một trong ba hát. Có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật. Một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, cũng là bí mật không? Dạ, gia đình biết. Rồi còn gì nữa không? Bóc thêm lá nữa đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Nữa. Nè, em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh trả. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì đâu mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính, sao em thả thính được? Trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ. Trứng rắn cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Thôi bỏ qua cho anh. Rồi thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không? Hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được? Đó, tin chưa? Dạ. À, bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em à? Hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy ôi, chưa? Mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó, nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền à, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhỏ công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm, bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con?
em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi, em cũng muốn có nhiều à, nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dạ. dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt phải không? Khuôn dạ. mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi. Được rồi đó. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi, nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên, có gì thêm vô. Đây nè, đã cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa, nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời, thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, phép gia đình. Dạ. Rồi hôn cái hôn liền thấy không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn liền à. Dạ này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Dạ. Mối tình có thành hay không do tôi á. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Sao trong cuộc đời này có những người hiền đến mức như vậy? Đúng là như vậy thì họ khó tìm được một nửa yêu thương của mình lắm. Thì đó, với cặp đôi này tự nhiên mình thấy cái vai trò của mình đó, mình cần phải làm những cái điều như vậy, đúng không Linh? Đó, mình theo cái nghiệp này là quá đúng rồi. Đúng rồi. Giờ chỉ còn coi như nếu như các bạn có một cái lời trợ giúp đó là anh Linh, chị Vân ơi, đi theo tụi em thì mình sẵn sàng trồng cỏ nha. Đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện nha. Tại bạn là trai em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho. Có chỗ nghỉ em rồi. Ơi, vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á. Đúng rồi, đơn giản thôi. À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái.
Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiên. Tô Cẩm Hiệp nha. Ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cách thôi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Em trai kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho chỗ nghỉ em rồi. Ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ, nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Dạ. Ủa, không cần đi công viên nghĩ bất kỳ cỏ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu, chung em mà hơi bày hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng. Ừ. Đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến dạ. Mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á. Mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Của em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À em có nhà nghỉ rồi về đi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em. Em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu
có lúc chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Ủa nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, si sợ vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn đi, đàn đáp ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá, hả? Giá nhiều phòng cưng. Cho anh là hả miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Nói đi, nói đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ. Khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ xin anh. Rồi cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi Cẩm Hiệp. Dạ chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chén nước hoa. Dạ rồi cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy dạ anh tặng cho anh nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi đúng rồi ha. Dạ rồi dạ em cũng rồi, thích rồi nước bây giờ tôi đưa cho Hiệp. Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Dạ, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. À, hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim tinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm. Nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. À, qua cây cầu là tới bên biển gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. À. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em,
Bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức, bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng gửi ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá, dạ. Phải không? Cái anh đó, anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ, sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây, nợ đôi ta tạo thành. Xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rễ hiền đó, rễ hiền để ngoan đó. Bây giờ, chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Bây giờ phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Ai, chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó tội. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu môi nè, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dạ, thường là bây giờ hôn má em. Dạ, dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước cứ với em là anh đi mãi con đường.
Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò, chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa, tại vì nào giờ thì em thực sự là em chưa yêu ai bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi. Em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Việc. Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Chứ lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, không nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em đó hả? Thật, con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác. Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe có bằng kia là rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em á là tính hay quên. Có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trên một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon là chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương hồi em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không?
mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là, em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, con gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng những dẫn về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có giác không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi, cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi, khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Sang lại tặng bông hướng dương. Em thích hướng dương, với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống, gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được?
Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Ừ, anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu vô đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút, còn chuyện cô gái bấm hay không chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vân không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung. Chứ còn không có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt, nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng. Mời nhà trai. Đây, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng trong lòng hơi yếu. Rồi thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi còn em nè. Dạ em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Dạ chào anh trai bên cạnh. Dạ xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là
Chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì mạnh? Dạ em, về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên gái. Em, về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt, mình làm nhà nước mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống sống thọ không hay là chị có chị giàu không? Giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống của chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ, tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị coi, thôi coi, nha. Coi giùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Để anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Là sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn à. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được rồi, em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ. Em ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn thử coi có cảm xúc không em. Dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ em khẳng định là em thì mạnh mẽ tính nam, nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi, em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha mạnh. Phơi luôn nha mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ ok. Dạ. Yeah. Bây giờ mạnh là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình rồi, là cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn một năm thì em hỏi cưới, nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ một năm nữa, xong một năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới được, xong em cũng chia tay. Thôi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi trời em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng, biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi, phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Ông ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ.
Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt là phải trung thủy. Rồi anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là sự chứng minh. Bạn ấy cũng yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cô không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó. Thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quỳnh Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đàn trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai Bà Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi cảm ơn đàn cha đàn gái. Bạn đi với ai? Hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok, nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen. Và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào bạn. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ đây cái khi đèn xông tinh dầu, và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Vâng. Dạ bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè, rồi tâm sự em, với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào, có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm và chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn dạ. Em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Dạ, em xin cảm ơn anh. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á là tình yêu, hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt là trong quá trình tìm hiểu nhau thì em rất mong muốn là mình ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải trung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em lại rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ vòng vo là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn ấy muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Quá khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng nha. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có
nó có tiến tới với nhau, giống là hai vợ chồng á, thì năm nay ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần gần nhà em. Có đất rồi, chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, vậy đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị khán giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Yeah. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ, xin hết. Cảm ơn anh ạ. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng Trang một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em. Em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm được rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á cũng bộc trực rồi, yeah, thoải mái, và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau, giống như lúc đầu anh nói. Hey, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Tự con tim mình quyết định. 3 2 1. Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Cái tiếng hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Ông khép lại nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi, anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, thủ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Không sao cho rung á. Em đang rung, từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.